Nghèo này đó nó thật, thầy nói là khổ với nghèo em sắp đến bây giờ là năm 39 của thầy nói rồi. Bây giờ thời gian khổ đó, thời gian nào cũng thời gian Pháp nó qua nước Việt Nam mình, mấy ông cai trị nước Việt Nam mình người Pháp á, thì đất nước Việt Nam mình phải chịu khổ rồi. Bây giờ ta đời Việt Nam chúng ta ai đâu hộ đâu mà khổ. Nếu mà nói rằng cái khổ Việt Nam hơn hồi xưa đó là đồng đạo không có tù, mà Đức Thầy đã nói rồi, năm mèo kỹ mão rõ ràng, khắp trong trần hạ nhộn nhàng siết chi, ngồi buồn điên tỏ một khi, bá gia khổ não, vậy thì từ đây. Yêu cầu cái gì ta nên định tránh lại là Đức Thầy nói hồi năm 39, mà trong quyển nhì nữa nha. Con xin chào chú ba. Thì mấy ngày qua con cũng có xem có nhiều clip về một vị cư sĩ nói về cái Tết năm nay bà con gặp nhiều cảnh khổ là sao vậy chú ba? Nhờ chú ba chia sẻ giùm cho con và quý cộng đồng mạng được biết cho chú ba. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa với cháu Thanh Hải và thưa cô bác anh chị em trên cộng đồng mạng thân thương, kính thưa chư quý đồng đạo. Thì để hôm nay chú cháu tôi lâu lắm rồi mới gặp mặt lại. Hôm nay là ngày 30 rồi, 30 tháng 11 rồi. Còn cũng có tháng nữa tới Tết. Thì các cháu nó nghe cô bác là xôn xao trên cộng đồng mạng, nói rằng Tết hôm nay nó khổ. Mà các cháu nó nghe cô bác nói thôi, nhưng mà cái sự khổ thì nó chưa hiểu như thế nào. Thì trong cái thời gian này thì chú ba cũng xin trao đổi chút ít phần đó để cho cô bác anh em trên cộng đồng mạng thấy lời của Đức Thầy đã nói trong cái bài mà Tết. Và hồi xưa Đức Thầy ra đời hồi năm 1939, Đức Thầy có nói mấy câu cái Tết thôi để cho khuyên cô bác ăn Tết trong cái thời gian Đức Thầy ra đời. Thì kính thưa với quý vị đó, đối với giáo lý chân truyền của Đức Thầy, tôn kính của chúng tôi và quý vị đó, thì quý vị thấy đó, nếu ai là người tín đồ Phật giáo hảo chân tu tâm đạo rồi thì người ta không có cần cái phương tiện để mà nói về cái sự khổ thế gian nữa. Thì ở đây đó, nói thật với quý vị đó, tại tại với giáo lý Đức Thầy đó, thì quý vị thấy đó, Đức Thầy là một vị Phật mà thừa ở đời, thì là cô bác anh em của chúng ta thường gọi là Đức Phật, Đức Thầy mình là một vị Phật sống rồi. Thì hơn nữa là Đức Thầy mình đó là có cái nhân duyên là từ cái cổ Phật Nhân Đăng là tái thế ở lại thế gian trong thời kỳ Hạng Quân Mật Pháp. Thì cô bác anh chị em thấy đó, thì hồi thời năm 1939 đó, Đức Thầy ra đời để khai cơ phổ độ nhân sinh trong cái thời Hạng Quân. Thì Đức Thầy đã nói cho chúng ta biết rồi, Hạng Quân lao khổ lắm ơi, không phải là mới đây, nhưng mà có một số anh em cô bác trên cộng đồng mạng vì cái không biết cái lý do nào mà người ta chỉ nói cái năm tháng và ngày giờ thôi. Mà Đức Thầy nói năm mèo kỹ mão rõ ràng, khắp trong trần hạ nhộn nhàng siết chi, ngồi buồn điên tỏ một khi. Đức Thầy nói là nói trong cái thời gian năm 1939 đằng Thanh Hải, chứ không phải mới đây. Sự thật đây là chú ba xin chính để đỉnh chính cho con là mà sao động lòng dân thôi, nghe lời Đức Thầy nói thôi. Thiên cơ để dạ, lão thời yên tâm. Thiên cơ là gì? Thiên cơ là cái lý lẽ của sự tu tập, tu như thế nào cho đúng theo lời dạy của Đức Thầy tôn kính, và tu như thế nào để mình đó là sống ở cõi đời Thượng Quân Thánh Đức sau này. Bởi vì cái miếng mà người ta nói cái này thì mình phải nói cái này mới được, chứ không mình nói cái này mình trình bày mà mình không có nói khả quân này thì người ta nói mình thì không hiểu được cái lời Thầy dạy. Vì thế mà cũng chú ba xin nói với con đó là như trong cái bài thi đó, mời kia bố nọ con về đặt cái bài thi mà Tết á, năm nay ăn Tết thật là nghèo đó, dân chúng mua buồn lắm nặng eo đó, thì con đặt cái bài đó ra thì con thấy bài đó, cái bài này là Đức Thầy nói hồi năm 39 chứ không phải mới đây. Nhưng mà đồng đạo chúng ta đó thì gặp chỗ nào nó giá vô chỗ đó không à, mà giá thì cho đúng á, thì đồng đạo chúng ta tu thì ngon lành lắm, mà giá không có đúng á, thì nhiều khi nó cái áo rách thành ra cái áo rách, phải không? Thế mà đồng đạo chúng ta, đồng đạo một số đồng đạo mà chân tu tâm đạo người ta không có tin đâu, mà người ta muốn làm sao để cho cô bác anh chị em trên cộng đồng mạng mình đó phải nghe lời Đức Thầy dạy. Bị gì? Đức Thầy mình là một vị giáo chủ với cái giáo lý chân truyền của Đức Phật Thích Ca đó, thì Ngài đã nói rồi là
cái công cuộc truyền bá khai cơ mà phổ độ nhân sinh trong thời hạ quân mà pháp này đó, thì đối với giáo lý Đức Thầy là một giáo lý chân thật, không nói qua với một tín đồ nào hết. Mà Ngài đã nói trước cái năm 30, Ngài nói là trong thời gian năm 1939 thôi. Dạ. Chúng ta phải lấy cái cục mốc của Đức Thầy để nói. Thì đồng đạo chúng ta khỏi phải phân dân và khỏi phải là nói là nói làm cho cô bác hiện giờ đang dao động tâm tư. Cái nghèo này đó, nó thật, Thầy nói là khổ với nghèo, sắp đến bây giờ là hồi trong quyển gì đó, là năm 39 của Thầy nói rồi. Yeah. Bây giờ thời gian khổ là thời gian nào? Thời gian Pháp nó qua nước Việt Nam mình, mấy ông cai trị nước Việt Nam mình người Pháp á. Yeah. Thì đất nước dân mình phải chịu khổ rồi, xu đi thế đóng, là cái sự khó khổ của người Pháp đó, nó là muốn làm sao để chiếm lấy Việt Nam mình, đó là nó khè hà các nhân dân chúng ta, nó không thể nào là sống trong cái sự là dưới chế độ của họ được. Hay qua tới cái thời kỳ người Nhật là bạn ba bố tời đó, còn khổ hơn bây giờ. Nó yeah. Nếu mà đồng đạo người ta, đồng đạo nói rằng bây giờ khổ hơn hồi xưa là đồng đạo chưa đồng đạo này hồi chưa có lấy cái cục mốc hồi xưa. Yeah. Nếu lấy cục mốc hồi xưa thì bây giờ chưa khổ. Bây yeah. giờ nè, gạo ông trong giảng xưa nói đó, gạo 5.000 một lít, thấy không? Thì dạy lót đít mà ngồi. Yeah. Bây giờ ra chợ rồi, là bây giờ là tới chín tôi nè. Yeah. Hồi năm giải phóng tôi bằng áo giá 9-10 cặp, mua 9-10 lỗ luôn. Qua chừng 20 năm về sau và từ đó tới giờ đây tôi đâu có bằng đồ gách nữa. Mà nó khổ là đồng đạo mình nói khổ là càng trò chuyện đó là chỉ chù lắc mà thôi. Chứ ở đây đó mà đồng đạo chúng ta tu đó thì không có nói cái khổ nữa. Nếu bây giờ đó ở đời mà không có khó đó thì làm sao con nên người, thấy không? Cho nên người xưa người ta nói đó, có khổ và có khó chứ, có khó mới khôn, khôn mới rảnh khó, làm người có dạy mới nên khôn. Chừng ông Tàu đó hồi xưa cũng gì nữa, trên một nó 1.000 năm, 1.000 năm đô hộ giặc Tàu, con thấy ông bà chúng ta khổ không? Bây giờ ta đời Việt Nam chúng ta ai đô hộ đâu mà khổ, thấy không? Mà bây giờ mấy chú mà lấy cái cục mốc ngày xưa mà nói là không đúng nữa, coi chừng tàu với Đức Thầy. Rồi hôm nay tại vì con thấy là cô bác chúng ta đó bây giờ quá đông, nó thật sự miếng nó muốn bây giờ mà nói lại cái chữ khổ này là tại quá đông, cho nên con thấy bây giờ này, hiện giờ là như cách đây chừng 2 tháng thôi, nghe cô bác người ta nói là ở Bình Dương đó phải lặn lội, đó là phải thất nghiệp nữa, vì cái mà hàng mà nhà trong cái là các cái công nghiệp của ta đó không phát triển được, không có đi ra nước ngoài được nhiều hơn mấy năm trước. Thành ra cái khổ này đó không khỏi nói là cũng khổ rồi, khổ này là do đồng đạo chúng ta ít chịu tu. Yeah. Nó thật sự ít chịu tu. Nếu đồng đạo chúng ta chịu tu rồi đó, từ xưa tới giờ thì Thầy nói nè, tu thì không có tốn tiền ngàn mà sao lại được an nhàn tấm thân. Yeah. Cũng như bây giờ nói chú Ba thôi, nói chú Ba đối với chú Ba đi, với hai bàn tay trắng thôi, thì tu từ nhỏ tới lớn chỉ làm công tác xã hội giúp đỡ cho cô bác những người cơ nhở khó khổ để mà trong cuộc sinh nhai mà mình lặn lội làm sao để đến cô bác để tâm sự và trao đổi rồi có món quà gửi cho cô bác người ta để sống được qua ngày như mình, đó là một niềm vui chung mà Đức Thầy nói đó, là cái đó là cái gì, cái đó là mình làm cái phúc lợi cho toàn thể nhân sinh. Yeah. Thì thỏa mà cuộc đời hành đạo của chính mình rồi thôi, thì bây giờ có khổ hay không là do chính mình thôi, chứ không phải do thiên tạo ở cõi thế gian này. Yeah. Mà chúng ta đọc cái bài thơ cô bác, mấy cô bác anh chú mà trong đồng đạo mà nói cái năm mèo đó, mà cởi lợi không biết mấy chú nói sao, chứ đây là Đức Thầy nói năm mèo kỷ mão rõ ràng, tức là năm 1939 Đức Thầy ra đời mở đạo. Tôi xin đọc lại. Ra đời mở đạo, nó khai cơ để mà xuống thế gian dạy đạo là năm 1939. Mà Đức Thầy đã nói rồi, năm mèo kỷ mão rõ ràng, khắp trong trần hạ nhộn nhàng siết chi, ngồi buồn điên tỏ một khi, bá gia khổ não, vậy thì từ đây. Yeah. Chứ nó phải mới đây đâu mà bây giờ mình nói nữa. Từ mình đây, tất nhiên là từ năm 1939. Dạ, chứ nó phải mới đây đâu mà mình đem cái khổ này để mình gợi lại cho cái sự đau thương của nhân loại, của đồng bào đạo mình. Yeah. Cái đây là mình làm cho cô bác quá hoang mang, trồn chân. Dạ, không rồi, tu tôi không tu. Vì thế thôi, mong cô bác anh chị mình nếu đã có nói là thì cái clip của mình đó thì mình xin đỉnh chánh lại. Dạ. Là và nhớ đây là lời chúng tôi, anh em chúng tôi, cha chú cháu chúng tôi trao đổi hôm nay với quý vị, đó là yêu cầu quý vị đó nên đỉnh chánh lại là Đức Thầy nói hồi năm 39 đó, mà trong quyển gì nữa nha,
Dạ. Ha, những gì nữa ha, chứ không phải là cho, không phải ở ngoài giảng đức thầy đâu, mà tại sao đồng đạo chúng ta không coi cho kỹ. Và để cũng để có vài lời để kết thúc đó quý vị, thì chú Ba xin trao đổi với Thanh Hải, và cũng nhu cầu cô bác như thế này nè, mình nói một tí nữa đi cho nó thấy cô bác thấy gọn hơn. Dạ. Là cũng như thời gian năm đầu năm Canh Tý đi, quý vị thấy không, đức thầy nói là Giáp Tý, còn mấy anh mình đó cái Canh Tý cái men bắt vô rồi quý vị thấy nó có đúng hay là sai thôi. Thì bây giờ mình nghĩ cái chỗ này phải không, rồi mình tìm cái nguyên nhân để mình đừng có nên dậu vàng mà nghe quá của mấy chú. Bởi vì cái đầu năm Canh Tý cái mấy chú nó Giáp Tý là điều sai thứ nhất, cái ác sửu Tý sửu đó, chuyện mau bây giờ nó không đúng theo cái chu kỳ mà đức thầy đã nói, mà đồng đạo mình chúng ta nên biết đó, thì chỉ có đức thầy và các vị Bồ Tát thấy không, và các là vị Bồ Tát mới có nói là tiên cơ để cho mình mà hiểu đi mà tu thôi. Nhưng mà quý vị thấy đi, từ cái câu giảng trong cái quyển giảng hoặc là trong cái bài thân lý ca gì vân vân, thì đức thầy là luôn luôn không có nói hết. Vậy thì mong cô bác anh chị mình trên đồng đồng mạng quan hỷ, đây là một lời tâm sự của một người em nha, mà đối với sự là cháu Thanh Hải hỏi em Út thì em Út sẽ trình bày theo cái lời chân thiện của mình nha, để mà kêu gọi cô bác anh chị em đồng đạo trong cộng đồng mạng chúng ta nên cố gắng lo tu nha. Mà đức thầy nói nè, tu cho qua cửa diêm phù khỏi xa địa ngục ngao du tiên đài, phước nhiều đó gắng làm cho giàu đi phải không, phước nhiều tiên cảnh nên dài, tội nhiều xa đạ nhiều ngày thảm thê, chừng đó mới biết chỉnh gây ăn năn chẳng kịp có bề tính tan. Bây giờ chúng ta không lo tu mà chúng ta lo tết này ăn hết tết không được, coi chừng chúng ta bị hớ rồi chúng ta sẽ không tu được và không làm ăn được, con cháu chúng ta ngày tết không có quà, không có quà để mà nó vui tết. Thì mong cô bác anh chị mình đó nghe chúng ta tôi trao đổi, thì quý vị nên cố gắng là cái gì mà chúng tôi nói mà sơ sức trong cái danh từ, cái từ ngữ hoặc là nói không đúng, thì cô bác anh chị comment qua cho Thanh Hải sẽ trao đổi với tôi, chúng tôi sẽ trình bày lại vui gì. Và chúc cho cô bác anh chị mình năm nay ăn tết thật là vui, mà như đức thầy đã nói nha, chúng ta đừng nên gì ăn tết không được mà chúng ta không lo tu, mà không tu thì làm sao quý vị thấy ăn tết được. Bởi vì ở đời đó thì hôm nay chúng ta còn đây, ngày mai không có nữa, thì cô bác anh chị mình thấy như thế nào? Chúng ta nên tin có ngày mai là không mới được. Bởi vì suốt cả cuộc đời hành trình của con người sống ở trên thế gian đó, chúng em xin lặp lại với quý vị là chúng ta không có ngày mai. Mà bây giờ chúng ta đợi ngày mai mà ăn tết được hay không là A Di Đà Phật coi chừng. Chúng ta phải khổ, mà cái khổ đó thì chúng ta chưa có niệm được Nam Mô A Di Đà Phật là gì, tại vì chúng ta quá mê tín trong sự dị đoan. Mong cô bác anh chị mình nên cố gắng trao tâm luyện tánh cho mình, tánh kia thành kiến thủy tình chùi lao, ráng cố gắng tu tập như thế nào để y theo lời đức thầy dạy mà thầy nói nè, ráng nghe lời chỉ ngày ngày gặp ta. Mong cô bác anh chị trên cộng đồng mạng ráng nghe lời dạy của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật, chúc quý vị thành công trong tu tập của chính mình. Dạ thì con cũng xin cảm ơn chú Ba đã chia sẻ về cái câu chuyện mà mấy ngày nay trên cộng đồng mạng xôn xao, nói về cái dịp Tết năm nay đối khổ như thế nào. Yeah. Thì quý bà con cô bác anh chị em xem cái clip này thì xin đừng có hoang mang quá nha. Thì hôm nay chú Ba đã đính chính lại được cái sự khổ mà đức thầy đã nói vào năm 1939 ngày xưa, chứ không phải là Tết năm Mẹo năm nay quý cô chú anh chị. Thì kết thúc clip này, Thanh Hải cùng với chú Ba xin chúc cho quý cô chú anh chị anh chị em hưởng được một cái mùa xuân tràn đầy hạnh phúc bên gia đình người thân nha. Xin chào.